Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong giai đoạn trước năm 2019, bình quân số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng khoảng từ 20% đến 30% so với năm trước và bắt đầu tăng mạnh từ năm 2019. Cụ thể năm 2019, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt hơn 558.000 người, gấp 2 lần so với năm 2018, bằng cả 11 năm trước cộng lại. Năm 2020, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt hơn 1,12 triệu người, gần gấp đôi so với số tham gia năm 2019 và bằng khoảng 12 năm trước cộng lại, đạt 2,28% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động, vượt chỉ tiêu nghị quyết số 28 của Trung ương đề ra. Tính đến tháng 11 năm 2023, số tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 1,508 triệu người, tăng 8,95% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, để đạt bao phủ 60% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội và 60% người cao tuổi có lương hưu vào năm 2030, cần có những giải pháp cải cách mạnh mẽ. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, bảo hiểm xã hội các địa phương đã chủ động phối hợp với hội nông dân, hội phụ nữ huyện, xã, tập trung triển khai nhiều mô hình truyền thông như mô hình đi sâu, tư vấn sát, xã điểm tham gia phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện nhằm mang đến cho người dân cái nhìn đúng đắn về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Gia đình chị Nguyễn Thị Chiến ở xã Tràng Sơn, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội có truyền thống làm nghề mộc từ nhiều năm nay. Thời gian trước công việc ổn định, đều đặn, sức khỏe tốt nên hai vợ chồng chị Chiến chưa nghĩ đến việc chăm sóc sức khỏe khi hết tuổi lao động. Tuy nhiên, qua sự tuyên truyền của cán bộ bảo hiểm xã hội huyện Thạch Thất, hội phụ nữ, vợ chồng chị Chiến đã ý thức được sự cần thiết phải tham gia vào hệ thống an sinh của nhà nước. Bởi công việc hàng ngày thường xuyên tiếp xúc với mùn cưa, bụi gỗ, tiếng ồn sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe khi về già. Tôi cũng biết đến cái bảo hiểm xã hội tự nguyện là cách đây 5 năm, lúc đó cũng được các chị bưu điện đến để chia sẻ. Và tôi thấy cũng rất là hợp lý, bởi vì là mỗi tháng chúng ta chỉ cần tiết kiệm ít nhất là cũng là 138.000. Với cái điều kiện gia đình nhà tôi thì cũng chưa phải là khá, nên cũng tham gia là mỗi tháng tiết kiệm 500. Để cái mức sau này thì tối thiểu cũng được đến 2 triệu thì cũng có về khoản về dưỡng già. Với sau này mà không may cái rủi ro thì cũng được bảo hiểm xã hội lo cho tôi cái tiền mai táng, cũng không lo phải lo phiền luyện đến con cái. Bà Hoàng Thị Xuyên, năm nay 68 tuổi, ở xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, công tác ở Hợp tác xã Nông nghiệp Vạn Điểm từ năm 1978, nhưng đến năm 2003 mới có quy định về tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho những người làm việc ở Hợp tác xã. Từ năm 2003 đến năm 2017, bà Xuyên tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được 14 năm, nhưng chưa đủ 20 năm, còn thiếu khoảng 5 năm nữa bà Xuyên mới đủ điều kiện để được hưởng lương hưu. Nhạy bén nắm bắt tình hình qua rà soát danh sách các đối tượng trên địa bàn, các cán bộ bảo hiểm xã hội huyện Thường Tín đã đến nhà tuyên truyền, vận động bà Xuyên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo hình thức đóng tiền một lần cho số năm còn lại để hưởng lương hưu. Từ tháng 12 năm 2017, bà Xuyên bắt đầu được hưởng chế độ lương hưu hàng tháng và được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để đi khám, chữa bệnh. Tôi thấy là chính sách của nhà nước mà đưa ra thế này là rất là có ý nghĩa và rất là thiết sát thực, để tạo điều kiện cho những một số những cán bộ mà làm như chúng tôi về hợp tác xã nông nghiệp là lại không có chế độ, thì sau này về già là không còn cái gì đấy, mà bây giờ như thế này là đã tạo điều kiện cho chúng tôi là tự dưng là có một cái khoản gọi là tuy ít ỏi nhưng mà rất giá trị, thế thì cũng là hỗ trợ rất nhiều để bên trong những lúc khó khăn thì cuộc sống được an tâm hơn. Những năm qua, mặc dù đã có không ít các mô hình này được bảo hiểm xã hội các tỉnh, địa phương sáng tạo, nhưng tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nói chung trong cả nước vẫn còn thấp so với tiềm năng. Nguyên nhân là do bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ có hai chế độ, đó là hưu trí và tử tuất. Hơn nữa, phải đóng tận 20 năm mới được hưởng lương hưu nên chính sách chưa hấp dẫn người tham gia. Trong khi đó, quyền lợi ngay trước mắt mà người dân cần, đó là chế độ về ốm đau, thai sản thì chính sách này chưa đáp ứng được. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hơn 2 năm diễn ra dịch bệnh COVID-19 khiến cho đời sống, nhất là người lao động tự do, lao động khu vực phi chính thức gặp nhiều khó khăn, thu nhập bị giảm sút nghiêm trọng. Việc này ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện mục tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo tinh thần nghị quyết 28 NQTVK về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, bằng nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng như bảo hiểm xã hội các địa phương đã vào cuộc một cách quyết liệt nhằm đưa chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến với người dân. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời đến trường quay giáo sư tiến sĩ Giang Thanh Long, giảng viên cao cấp cho Đại học Kinh tế Quốc dân để trò chuyện và bàn luận chung quanh chủ đề này.
Xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Giang Thanh Long đã tham gia chương trình hôm nay. Vâng, xin chào anh và cảm ơn Truyền hình Nhân dân đã mời tôi đến bàn luận về vấn đề này. Vâng, thưa giáo sư tiến sĩ Giang Thanh Long, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là một nhiệm vụ không dễ dàng của ngành bảo hiểm nói chung và của bảo hiểm xã hội các địa phương nói riêng. Theo ông thì tại sao lại khó khăn và nguyên nhân khó khăn đến từ đâu? Trước đây chúng ta thu hút người tham gia bảo hiểm tự nguyện đã khó khăn rồi, thì sau đại dịch Covid do tác động của rất nhiều các vấn đề liên quan đến thu nhập rồi việc làm thì khiến cho cái việc là tiếp tục thu hút họ trong việc tham gia bảo hiểm tự nguyện càng ngày càng khó khăn. Nói về cái khó khăn khi mà thu hút người tham gia bảo hiểm tự nguyện là thứ nhất là vấn đề chính sách. Chính sách ở đây thì thứ nhất là nói về vấn đề liên quan đến mức đóng. Đóng thì hiện nay là người tham gia bảo hiểm tự nguyện ấy, thì người ta có thể là tự xác định cái mức đóng, nhưng mà mức đóng tối thiểu là dựa trên cái mức lương tối thiểu. Thế tuy nhiên thì lại có một cái vấn đề là những người hộ nghèo hay là cận nghèo hoặc là những nhóm đối tượng khác thì được nhà nước hỗ trợ, nhưng mà lại có một cái mức hỗ trợ là dựa trên cái chuẩn nghèo đấy, chuẩn nghèo của nông thôn. Cho nên là nếu như bây giờ tôi đóng 1 triệu thì tôi cũng vẫn chỉ được hỗ trợ là trên cùng một cái mức giống như những người khác đóng 3 triệu hay 4 triệu. Chính vì lý do đó thì khi chúng tôi phỏng vấn một số người lao động, người ta nói rằng là hiện nay với cái cách mà hỗ trợ như vậy thì nó cũng chưa đảm bảo cái sự công bằng giữa các cái nhóm liên quan, và họ rất mong muốn là có tìm cách hỗ trợ khác để nó đảm bảo hơn, tức là để tạo được cái động lực. Cái thứ hai tức là vấn đề liên quan đến chế độ hưởng. Hiện nay thì bảo hiểm xã hội tự nguyện thì người tham gia chỉ có 2 chế độ mà trong dài hạn, đấy là hưu trí và tử tuất, nghĩa là người ta phải đóng ít nhất là 20 năm thì người ta mới có thể được hưởng các cái chế độ liên quan. Thì tuy nhiên thì đối với những người bảo hiểm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy là lao động phi chính thức, lao động tự do. Thế cho nên những cái quyền lợi sát sườn đối với họ trong cái công việc, ví dụ như là tai nạn lao động này, ốm đau này, thậm chí là thai sản này, thế rồi các cái vấn đề liên quan thất nghiệp, đặc biệt là Covid ấy, thất nghiệp chúng ta đã nhìn thấy rất rõ, thì nó dẫn đến là người ta không được hưởng bất kỳ cái chế độ nào. Cho nên đây cũng là một cái cú sốc đối với những người tham gia, tức là họ thấy rằng rõ ràng là những thứ chúng tôi đã tham gia, nhưng mà đến lúc mà tôi cần các cái quyền lợi thì tôi lại không được, mà tôi lại phải chờ đến tận 20 năm được hưởng hưu trí và tử tuất. Thì đấy là một cái điều là về mặt chính sách nó cản trở. Cái thứ hai thì tôi nghĩ rằng là nó liên quan đến vấn đề là tuyên truyền. Như chúng ta đều biết là lao động tự do, lao động phi chính thức thì họ có một cái đặc trưng rất là khác biệt với những lao động chính thống. Đấy là gì? Đấy là họ cái mức độ di biến động của họ rất là cao, rồi công việc của họ thay đổi liên tục. Đặc biệt là những cái mùa như thế này chúng ta đều thấy, cũng như người di cư từ những vùng khác đến Hà Nội chẳng hạn, đúng không? Để có thể có thêm tăng thêm thu nhập cuối năm. Thế thì rõ ràng là trong quá trình này, nếu như mà tại địa phương mà lại tìm đến những người ta đang ở địa phương đấy để mà tuyên truyền vấn đề liên quan bảo hiểm thì rõ ràng là người ta sẽ không ở địa phương nữa. Thế thì làm thế nào để tuyên truyền được họ thì thực sự đấy là một vấn đề rất khó với cả cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng như là địa phương. Thế ngoài ra này thế này, thậm chí cả những người địa phương chúng tôi đã từng quan sát rồi là họ rời gia đình, rời nhà lúc khoảng 5 giờ sáng, thậm chí sớm hơn, và họ về lúc 11 giờ đêm. Thế thì làm thế nào để một cái công chức về bảo hiểm xã hội họ có thể là tuyên truyền được? Bởi vì là đấy là cái ngoài giờ làm việc rồi, đúng không? Thế chính vì lý do đó thì tôi nghĩ rằng là nó là một cái vấn đề khó. Ngoài ra thì hiện nay là cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng có rất nhiều các kênh tuyên truyền khác nhau, ví dụ như thông qua website. Nhưng thực tế thì khi chúng tôi phỏng vấn thì thấy rằng là cũng ít người ta quan tâm website lắm. Cái thứ ba tôi nghĩ là nó liên quan đến vấn đề là bản thân cái đặc trưng của cái người lao động mà tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thì thực tế thì chúng ta cũng phân tích là lao động đấy là những người lao động tự do, không phải là họ thu nhập thấp đâu, có nhiều người thu nhập cũng tương đối là cao. Nên tuy nhiên thì là họ nhiều khi họ chưa thực sự có một cái văn hóa được gọi là văn hóa tham gia bảo hiểm xã hội. Tức là họ chưa tính những vấn đề rủi ro, mà trước hết là họ phải xử lý các vấn đề trước mắt. Ví dụ như là tiêu dùng cho gia đình này, cho con cái học hành này, đúng không? Rồi chăm sóc sức khỏe vân vân. Thì còn đâu họ nói rằng là thôi là cứ lo cái này trước đã, thế còn đâu đến lúc mình mà bị làm sao thì tính sau. Thì tôi nghĩ rằng đấy cũng là một cái nữa, là một cái rào cản. Đấy là thường mà cũng giống như các quốc gia khác thôi. Đấy người ta gọi là văn hóa tham gia bảo hiểm thấp. Đấy, và như vậy là chúng ta thấy rằng là có rất nhiều cái yếu tố nó khiến cho cái việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là nó có phát triển, nhưng thực sự là nó chậm hơn so với chúng ta mong muốn. Nghị quyết 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đặt mục tiêu phần đầu đến năm 2025 thì nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi. Cho đến nay thì tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đạt được bao nhiêu phần trăm trong mục tiêu thưa ông? Và liệu chúng ta có thể đạt được mục tiêu về tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vào năm 2025 theo tinh thần của Nghị quyết 28 đề ra không? Và tại sao? Theo như các báo cáo của Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng như là một số các tính toán của chúng tôi từ các cái dữ liệu liên quan đến khảo sát lao động việc làm với các câu hỏi liên quan đến bảo hiểm thì thấy rằng là hiện nay cái tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là chiếm khoảng 2,2-2,3% lao động trong độ tuổi. Như vậy là trong so với cả cái mục tiêu là 2,5% vào năm 2025, như vậy chúng ta còn khoảng 0,2-0,3 điểm phần trăm với mục tiêu đó.
Thế như vậy là nếu như tính lao động trong độ tuổi, chúng ta cứ tính tạm thời là khoảng là 58 đến 60 triệu. Thì như vậy từ nay đến năm 2025 chúng ta cần phải thu hút thêm khoảng 180.000 người nữa để tham gia vào bảo hiểm xã hội tự nguyện thì mới đạt được cái mục tiêu là 2,5%. Thế thì cá nhân tôi thì cho rằng là thế này, cái việc gặp khó khăn hay là thuận lợi thì nó phụ thuộc rất lớn vào cái tình hình kinh tế xã hội. Tôi lấy ví dụ như là hiện nay nếu như chúng ta phục hồi kinh tế mà nó không nhanh như chúng ta mong đợi, hoặc do rất nhiều các cái yếu tố khác nhau, ví dụ trong và ngoài nước, thì dẫn đến là các có thể là cái vấn đề lao động việc làm nó chưa được phục hồi hoàn toàn. Và vì lý do đó nó tác động rất lớn đến các vấn đề giống như là thời kỳ Covid đấy, là gì, là kinh tế nó bấp bênh, thu nhập bấp bênh, thì rõ ràng đó là một cái yếu tố rất lớn khiến nó cản trở cho cái người lao động mà vốn dĩ công việc đã bấp bênh rồi, thu nhập bấp bênh thêm thì như vậy họ sẽ không có cái mong muốn tham gia. Thế cho nên tôi nghĩ cái căn cơ vẫn chính là cái sự thay đổi của cái nền kinh tế. Nếu như chúng ta cải thiện được cái tốc độ tăng trưởng, cải thiện được cái việc làm và thu nhập thì đương nhiên những cái người mà kể cả khu vực phi chính thức họ cũng được cải thiện vấn đề đấy, thì họ sẽ có cái động cơ động lực để tham gia. Cái thứ hai tôi nghĩ rằng là hiện nay nó phải cũng tùy thuộc nữa là về vấn đề liên quan đến cái cách chúng ta tiếp cận và hỗ trợ những người khó khăn như vậy. Có thể là do cái mức đóng khác nhau, thế nhưng mà họ lại có cái mức hỗ trợ giống hệt nhau. Và vì do đó thì nó cũng là một cái yếu tố mà chúng tôi phỏng vấn người lao động, người ta nói rằng là nó không tạo ra động lực nó to lớn. Ví dụ tôi đóng 5 triệu so với anh đóng chỉ có 1 triệu thôi thì cái mức hưởng, cái mức hỗ trợ của tôi chỉ có khoảng là 200.000 giống hệt nhau, thì thực ra nó cũng không phải là một cái động cơ cho những người 5 triệu đóng nhiều hơn so với người 1 triệu hay 2 triệu. Vâng. Nên tôi nghĩ rằng đấy là cũng là một cái mà chúng ta cần phải cân nhắc khi cải cách. Chắc chắn là cái việc tuyên truyền chúng ta phải có hình thức nào đó để thay đổi, để làm sao họ nhận biết được rằng là đấy, trong quá trình mà anh đi làm việc, và đặc biệt là với cái bức tranh của Covid, anh cho thấy rằng là anh có rất nhiều các rủi ro có liên quan, cho nên tham gia bảo hiểm xã hội đấy là một trong những cái điều rất quan trọng. Thế và cái nữa thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng đang cân nhắc đến trong cái sửa đổi luật đấy, là có thể đưa thêm các cái chính sách chế độ vào cho cái bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cho nên là tất nhiên trong 1-2 năm thì nó thay đổi một cách rất nhiều thứ như vậy là rất là khó, nhưng tuy nhiên tôi nghĩ rằng là cái mục tiêu lâu dài đấy là giữ người trong hệ thống bảo hiểm. Có thể là đến năm 2025 chưa chắc mình đã đạt được 2,5%, đúng không? Thế nhưng tôi nghĩ cái đấy nó không phải là vấn đề quá lớn, mà có thể thậm chí là ngay sau 2025 mình có thể đạt đến tận thậm chí 3% nếu như mình có sự thay đổi căn cơ về các chính sách thì thu hút họ hơn. Nên cho nên là tôi vẫn nghĩ rằng là cái mục tiêu bền vững đấy chính là giữ chân cái người tham gia bảo hiểm xã hội ở lại hệ thống, để thấy rằng là bây giờ họ đóng góp để sau này chính là họ hưởng những cái gì họ đóng góp, thay vì là gì, là họ cứ đi ra lại đi vào, đi ra lại vào, làm cho cái sự bất ổn của hệ thống rất là nhiều. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của giáo sư Giang Thanh Long, và ngay sau đây xin mời giáo sư cùng quý vị khán giả theo dõi một clip của Chủ nhân dân thực hiện. Theo Tổng cục Thống kê, Việt Nam có khu vực phi chính thức rất lớn với quy mô khoảng 30% GDP của cải xã hội do người lao động ở khu vực phi chính thức tạo ra, đóng góp tích cực vào GDP quốc gia. Tuy vậy, người lao động khu vực phi chính thức thường là những người yếu thế, dễ bị tổn thương, việc làm bấp bênh, thiếu ổn định, không có hợp đồng lao động, không được hưởng bảo hiểm xã hội và không được chi trả các chế độ phụ cấp và các khoản phúc lợi xã hội. Để đảm bảo an sinh xã hội cho khu vực này, nhà nước đã ban hành chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện từ năm 2008 nhằm tạo cơ hội cho mọi người lao động ở khu vực phi chính thức được tham gia bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, hiện số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của cả nước mới chỉ đạt 1,508 triệu người so với mấy chục triệu lao động trong khu vực phi chính thức, thì đây là một con số rất nhỏ. Trong nhóm đối tượng như lao động trẻ, lao động khu vực phi chính thức chiếm tỷ trọng lớn trong lực lượng lao động, lại rất hạn chế về khả năng tài chính để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nếu không có sự hỗ trợ của nhà nước trong đóng góp. Anh Lê Tiến Thành ở xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, năm nay ngoài 30 tuổi, là lao động tự do, làm nông nghiệp tại nhà. Nhiều năm nay dù đã được vận động tuyên truyền nhưng anh còn băn khoăn, chưa tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vì cho rằng các chế độ của chính sách chưa hấp dẫn, linh hoạt cũng như chưa đáp ứng được nhu cầu của những lao động trẻ. Tôi nghĩ là bây giờ cái bảo hiểm xã hội tự nguyện thì có mỗi hai hình thức là bảo hiểm của hưu trí và tử tuất. Thì nếu như bảo hiểm xã hội tự nguyện mà có tích hợp thêm cái bảo hiểm y tế nữa để chăm sóc sức khỏe nữa thì mọi người sẽ tìm đến nhiều hơn và sẽ tham gia cái bảo hiểm này nhiều hơn. Bà Lê Thị Nụ ở xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, năm nay 60 tuổi, mở một cửa hàng buôn bán nhỏ tại nhà, thu nhập không cao. Hiện tại sức khỏe của bà Nụ vẫn ổn định và có thể tiếp tục buôn bán để có thu nhập chi tiêu hàng ngày. Tuy nhiên đã không ít lần bà Nụ trăn trở nghĩ đến tuổi già sẽ bị phụ thuộc vào con cái khi không có lương hưu. Bà cũng biết đến chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện của nhà nước nhưng còn băn khoăn chưa tham gia vì thời gian đóng những 20 năm
sẽ rất lâu được hưởng lương hưu so với những người trong độ tuổi của bà Nụ. Cũng muốn tham gia bảo hiểm tình nguyện đấy, nhưng mà căn bản cái điều kiện mình thu nhập nó còn đang kém, mà thời gian nó kéo dài quá. Bây giờ làm sao mà rút ngắn thời gian lại cho bà con? Đấy, không có sau này nó xảy ra rủi ro. Bây giờ nó tuổi này nó bất thình lình nó đột quỵ mất, thì lúc mình hưởng được cái bảo hiểm đấy thì nó quá là ấy rồi. Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện nó chưa hấp dẫn là đúng thôi, bởi vì là nó đóng ít thưởng ít, và rõ ràng rằng là nó chỉ là một cái chỗ dựa có tính chất là ở cái mức tối thiểu khi về già, và nhà nước thì có hỗ trợ. Nhưng mà trước đây thì chúng ta hỗ trợ 30% cho hộ nghèo, 25% cho hộ cận nghèo, nhưng bây giờ hộ nghèo và hộ cận nghèo đã gần hết rồi. Thì các cái hộ khác chỉ có 10% thì chúng ta nên hòa đồng làm sao đó để chúng ta nâng cái mức có cái 10% này lên này. Cái xu hướng của chúng ta là chúng ta khuyến khích để cho người lao động tham gia vào cái hệ thống bảo hiểm xã hội của chúng ta đã. Mặc dù chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện có vai trò rất quan trọng đối với người lao động, nhưng nhiều người chưa biết hoặc hiểu chưa đầy đủ về ý nghĩa, nội dung chính sách bảo hiểm xã hội, thậm chí nhầm lẫn với bảo hiểm thương mại khác do thiếu thông tin. Tuy nhiên cũng phải nói rằng, chính sự khác biệt lớn trong thụ hưởng các chế độ giữa bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện là một trong những nguyên nhân khiến chính sách bảo hiểm xã hội không hấp dẫn người tham gia. Trong khi các rủi ro trước mắt về mất thu nhập như ốm đau, thai sản, nuôi con nhỏ có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống cá nhân thì lại không được hỗ trợ, chia sẻ. Bên cạnh đó, việc thời gian tham gia chờ đợi quá lâu để được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất đã khiến người lao động không mặn mà với bảo hiểm xã hội tự nguyện. Xin được tiếp tục chương trình với giáo sư tiến sĩ Giang Thanh Long. Thưa giáo sư, ông đánh giá như thế nào về sự vào cuộc của toàn ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam trong việc phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhất là trong những năm gần đây? Tôi nghĩ là một trong những cái điều rất cơ bản nó đóng góp cho việc là thay đổi cái hình thức của cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng như các cái chính quyền địa phương trong việc là thúc đẩy người dân tham gia bảo hiểm xã hội nói chung và bảo hiểm xã hội tự nguyện nói riêng trong những năm gần đây là chính là cái bản lề của nghị quyết 28 và sau đó là có nghị quyết 102 của chính phủ vào năm 2018 để triển khai thực hiện cái nghị quyết 2028 đó. Thế thì ở đây thì nó thể hiện rất là rõ là này, tức là cái cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam là họ rất chủ động làm việc với chính quyền các địa phương, không chỉ là tỉnh mà thậm chí ở các cấp thấp hơn, ví dụ như là huyện, và đặc biệt các cơ quan bảo hiểm xã hội ở cấp huyện là nơi mà giám sát được tất cả những cái hoạt động liên quan đến các cái cấp thấp hơn, ví dụ cấp xã hoặc là thậm chí là thôn tổ, thì họ đã triển khai rất nhiều các hoạt động khác nhau. Và việc đầu tiên tôi thấy rất rõ đấy chính là cái công tác tuyên truyền, tức là họ tuyên truyền thường xuyên với cả người dân tại địa phương là tham gia bảo hiểm xã hội thì có cái gì, có lợi như thế nào, rồi phòng chống rủi ro ra làm sao, nếu như mà tham gia thì được hưởng như thế nào. Thế tuy nhiên thì như chúng ta đều thấy rõ là hiện nay thì rõ ràng là cái nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc với cả tự nguyện nó rất khác nhau về cái đặc trưng về lao động. Thế chính vì lý do đó thì mặc dù đã có những cái thay đổi rất lớn về cái công tác tuyên truyền rồi công tác vận động người dân tham gia, thì cái sự thay đổi thể hiện là bằng cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã có tăng, nhưng mà thực sự là nó do rất nhiều cái yếu tố khác nhau thì nó vẫn chưa tăng như chúng ta mong muốn, cho nên nó đòi hỏi là cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng như là các chính quyền địa phương phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong cái việc là thúc đẩy người dân tham gia. Thưa giáo sư, có thể thấy là toàn ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã vào cuộc một cách quyết liệt để phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Theo ông thì ở khu vực phi chính thức có nhận thức được hết tinh thần nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện qua sự vào cuộc của ngành bảo hiểm hay không, và tại sao? Tôi cũng vẫn khẳng định rằng là cái công tác tuyên truyền của ngành bảo hiểm xã hội đã được thay đổi rất là lớn. Nếu so cách đây khoảng chục năm khi mà tôi cũng tham gia những cái hoạt động liên quan để nghiên cứu, thì đến bây giờ thực sự là họ rất nhiều công cụ để làm thay đổi. Thế tuy nhiên có hai vấn đề mà khiến cho cái nhận thức về vấn đề bảo hiểm xã hội thực ra là vẫn chưa được cải thiện quá nhiều. Ở cái chỗ thứ nhất là do cái công tác tuyên truyền của mình ấy, có thể là do nó không khớp về mặt thời gian, không khớp về mặt đối tượng. Thế chính vì lý do đó mà làm cho cái việc tuyên truyền ấy nó trở nên là khó khăn. Tôi lấy ví dụ như hiện nay, nếu như ngay cả những người mà có chuyên môn đọc về vấn đề liên quan đến bảo hiểm chẳng hạn, thì anh đóng như thế nào, anh hưởng như nào, thực ra là nó là một cái vấn đề rất là rối rắm, mà tức là đọc đại khái là để hiểu được căn cơ ấy, thì nó không phải là ít thời gian đâu. Thế chính vì lý do đó thì tôi nghĩ rằng là có những cái mà tuyên truyền nó ngắn hơn, làm sao người ta nói rằng nếu anh đóng tương đây thì anh có thể hưởng tương đây, thì nó là tạo ra một cái bức tranh rất rõ cho người tham gia. Nhưng cái thứ hai tôi nghĩ là nó vẫn khó khăn chủ yếu là từ phía cái đối tượng mà chúng ta đang tiếp cận đến. Từ một mặt là đời sống của họ là cũng chưa phải là tốt, vẫn còn khó khăn. Thế cho nên là họ phải lo vấn đề trước mắt trước, và sau đó họ sẽ lo các vấn đề lâu dài. Bởi vì bản thân họ biết là khi tham gia thì họ chỉ hưởng hai chế độ, đấy là hưu trí, tử tuất, và sau 20 năm đóng. Đúng không? Cho nên là họ nghĩ là phải cân đối mọi thứ trong trước mắt.
Chứ nếu bây giờ mình đã có thêm các chế độ khác trong ngắn hạn là nếu anh đóng, anh có thể hưởng ngay thất nghiệp vào năm tới, anh có thể hưởng ngay cái tai nạn lao động nếu như anh có, hoặc là hưởng ngay cái thai sản vân vân. Thế thì rõ ràng là họ sẽ có cái hành vi sẽ thay đổi ngay. Thế tuy nhiên thì cứ giả sử rằng chúng ta vẫn giữ cái chế độ như cũ đi, thế thì như vậy là rõ ràng là người ta sẽ phải là gì, cân nhắc giữa cái chi tiêu bây giờ với chi tiêu trong tương lai, đấy chính là cái việc đóng cho bảo hiểm. Thế thì nó dẫn đến một cái tình trạng tức là làm cho cái người lao động mà thực sự có thu nhập thấp ấy, họ cảm thấy là rất là thờ ơ, mặc dù họ biết rằng là nếu họ có tham gia bảo hiểm thì họ sẽ có những chế độ này chế độ kia trong tương lai. Thế nhưng mà trên thực tế thì như tôi vừa nói là do phải cân nhắc rất nhiều các vấn đề liên quan. Cái nữa là thế này, trong quá đặc biệt trong vừa rồi trong quá trình mà tham gia khảo sát ở một số nơi cũng như là thảo luận rất sâu về vấn đề bảo hiểm ấy, thì tôi thấy một cái điều rất rõ là nhiều khi người ta nhầm lẫn giữa bảo hiểm xã hội với cả những cái hình thức khác có liên quan, ví dụ như là tiết kiệm tại ngân hàng hay là mua bảo hiểm tư nhân vân vân. Bởi vì giữa hai cái, những cái hình thức đó là hoàn toàn khác nhau. Đấy thì rõ ràng là trong cái thuật ngữ ấy là bảo hiểm xã hội mà, xã hội tức là lấy cái số đông để chia sẻ rủi ro cho số ít. Thế và tương lại như vậy là trong cái trường hợp này là ở góc độ nào đó nhà nước đã đứng ra bảo trợ cho vấn đề đấy, tức là anh có rủi ro thì lập tức là anh có thể được bảo trợ, đúng không? Anh có thể được bao phủ bởi các cái chế độ khác nhau. Thế tuy nhiên thì đôi lúc người ta lại so sánh là nếu tôi tham gia bảo hiểm xã hội thì tôi được lãi từng đây, trong khi đó tôi gửi ngân hàng tôi được lãi từng đây. Thực ra cái tính chất nó hoàn toàn khác nhau, cho nên tôi nghĩ rằng là cái công tác tuyên truyền nó cũng cần phải làm rõ là khi anh tham gia đấy thì cái trách nhiệm xã hội của anh, trách nhiệm với cộng đồng, trách nhiệm với gia đình nó như thế nào xung qua cái bảo hiểm xã hội. Nó khác hẳn với cả cái việc là anh gửi tiền vào trong ngân hàng. Vâng. Điều gì xảy ra nếu như bây giờ một cái ngân hàng nó làm ăn bết bát, đúng không? Thế thì rõ ràng tiền anh mất hết. Vâng. Cũng rất khó được có thể bảo vệ. Nhưng mà trong trường hợp anh tham gia bảo hiểm xã hội thì rõ ràng là đã có rất điều luật rất rõ ràng là rõ gì nhỉ? Nhà nước đứng ra bảo trợ vấn đề đó. Cho nên là trong mọi hoàn cảnh anh đều được hưởng theo đúng cái chế độ được quy định trong pháp luật. Thưa giáo sư, ngoài câu chuyện nỗ lực vận động tuyên truyền người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì việc cốt lõi là chính sách và làm sao thực sự hấp dẫn người tham gia với các quyền lợi sát sườn với họ. Như vậy thì bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ có hai chế độ là hưu trí và tử tuất. Ông có những phân tích chuyên sâu gì về các chế độ hiện nay của bảo hiểm xã hội tự nguyện? Bảo hiểm xã hội tự nguyện hiện nay chỉ có hai chế độ thôi, chế độ dài hạn. Bởi vì khi mình đóng mình nhìn thấy 20 năm nữa mình mới hưởng, đấy là hưu trí và tử tuất. Thì đấy là cái mà nó làm cản trở rất là rõ, đặc biệt với những người có cái thu nhập thấp. Thì họ nghĩ rằng là bây giờ thôi tôi cứ chi tiêu bây giờ đã, làm gì có đủ tiền đâu mà đóng đến tận 20 năm nữa mới hưởng. Đấy là cái tâm lý rất chung bây giờ. Và khi chúng tôi đi phỏng vấn các cái lao động tự do họ đều nói như vậy, và thu nhập của em bây giờ bấp bênh lắm. Giờ đóng rồi lại đến 20 năm nữa được hưởng mà chưa chắc đã được sống đến 20 năm nữa mà hưởng. Đấy là cái quan niệm rất chung của họ. Thế trong khi đó thì những cái mà như chúng ta cũng đã vừa nói là cái quyền lợi rất là sát sườn, ví dụ như là thất nghiệp này, rồi bảo hiểm y tế này, đúng không? Rồi ốm đau thai sản vân vân, tất cả tai nạn lao động, những cái đấy là thường xuyên có thể xảy ra với những lao động tự do thì họ lại không có. Thế chính vì lý do đó thì họ thấy rằng là bây giờ đóng thì tôi chờ đến tận 20 năm nữa mới được hưởng. Nên tôi nghĩ rằng là tuyên truyền là một chuyện, nhưng mà rõ ràng là cái cách thức để chúng ta làm sao tăng được cái quyền lợi cho cái người tham gia đóng bảo hiểm. Thậm chí có những người nói rằng là sẵn sàng có thể đóng thêm để mà gì ạ, để tăng cái quyền lợi đấy, nhưng mà rõ ràng bây giờ trong quy định luật hiện nay của chúng ta chỉ có hai chế độ, cho nên đấy là một cái rào cản rất lớn đối với họ. Ngoài ra thì tôi nghĩ là thế này, tức là bản thân cái người lao động phi chính thức ấy, hoặc là lao động tự do thì họ cũng có rất nhiều những cái vấn đề trăn trở trong cái chuyện là bây giờ làm thế nào để có thể là tính toán được cái việc là tôi tham gia như vậy thì tôi sẽ được hưởng như thế nào. Thì trên thực tế hiện nay thì cái công thức để tính của chúng ta nó cũng khá là lằng nhằng, đúng không? Dẫn đến là bây giờ nhiều người đang muốn là thế giả sử bây giờ em đóng từng đây, mức từng đây thì là được hưởng bao nhiêu, đúng không? Thế thì rõ ràng bây giờ nếu bình thường ấy, nếu như trong các cái website của các cái công ty bảo hiểm tư nhân chẳng hạn, thì rất đơn giản anh cho số tiền vào, năm nay đóng bao nhiêu, lập tức nó sẽ ra ngay một cái đầu tiền ở cuối cùng, đúng không? Nhưng mà hiện nay chúng ta là thực ra vẫn chưa có cái đấy. Thế dẫn đến là nhiều người ta cũng bảo là thế giờ em đóng mỗi tháng là từng đây tiền thì em được bao nhiêu tiền. Thì bao giờ cũng thấy cái quyền lợi sát sườn mà họ phải tính là tôi được bao nhiêu tiền. Thì tôi nghĩ rằng là những cái tuyên truyền là rất cơ bản thôi mà rõ ràng bây giờ mình hoàn toàn mình có thể làm được, thì mình cần phải tăng cường nó lên để làm sao người ta hiểu biết thật rõ hơn về các cái chế độ chính sách họ được hưởng. Thì như vậy họ sẽ có cái động cơ động lực để tham gia. Vâng. Thì tôi nghĩ là đấy là cái điều rất là quan trọng. Vâng. Thưa giáo sư, có thể nói là hiện nay đang là giai đoạn rất khó khăn đối với phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chúng ta sắp bước sang năm 2024, như vậy là chỉ còn 2 năm để nỗ lực phấn đấu thực hiện mục tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo tinh thần của Nghị quyết 28. Là một chuyên gia về chính sách an sinh xã hội, giáo sư có những lưu ý cụ thể gì cho ngành bảo hiểm trong việc sửa đổi bổ sung chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện để sang năm thông qua luật bảo hiểm xã hội sửa đổi?
Thực ra thì hiện nay trong cái bản dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, người ta đã có một số các cái chính sách mới đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tôi lấy ví dụ như là sẽ có chế độ thai sản cho phụ nữ tham gia chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thì đấy là một cái mới, tức là chúng ta sẽ đưa dần các cái chế độ bảo hiểm xã hội ngắn hạn. Bởi vì đây là một trong những cái điểm cốt lõi mà nó là cũng là cái điểm cản trở đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng đấy là một trong những yếu tố rất quan trọng để thúc đẩy cho cái người lao động tự do, lao động phi chính thức, người ta có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với các chế độ ngắn hạn. Và tôi nghĩ dần là sau này là khi mà có điều kiện thì chúng ta cũng dần dần mở rộng các chế độ để làm sao đảm bảo rằng là các chế độ của cái bảo hiểm xã hội tự nguyện nó giống như chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc. Điều đó nghĩa là không có sự phân biệt giữa bắt buộc và tự nguyện, thì chỉ có điều là có thể do cách đóng khác nhau hoặc do cách tính toán khác nhau mà thôi, chứ còn đâu các chế độ chắc chắn là phải giống nhau. Thế và tôi nghĩ rằng là cũng có một cái điều nữa mà rất nhiều người lao động người ta cũng mong muốn là gì, là hiện nay có sự tích hợp giữa cái bảo hiểm xã hội tự nguyện người ta đang tham gia với cả cái bảo hiểm y tế mà người ta cũng đang tham gia. Bởi hiện nay người ta đang mua, đang tham gia với các cái mức khác nhau, cho nên nếu bây giờ người ta có thể tích lũy, tích hợp lại thành một cái nhóm để cho giống như người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì rõ ràng là cũng thuận lợi hơn cho cái người lao động tham gia. Thì tôi nghĩ rằng là cái này nó sẽ phải là tính toán rất là chi tiết của Bộ Lao động, của cơ quan bảo hiểm xã hội cũng như các cái cơ quan liên quan. Nhưng mà tôi hy vọng rằng là trong thời gian ngắn để mà thúc đẩy được toàn dân tham gia bảo hiểm xã hội thì chắc chắn là cái phần còn lại rất lớn của cái thị trường lao động chúng ta, đấy là lao động phi chính thức và lao động tự do ấy, sẽ là những người phải tham gia với các cái chế độ mà nó đảm bảo giống như người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Một cái điểm nữa tôi nghĩ là cũng rất quan trọng, đấy là chúng ta cần phải cân nhắc về vấn đề là hỗ trợ mức đóng khi cho những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thì như tôi vừa nói, hiện nay là người ta đóng ở cái mức khác nhau, thế nhưng mà cái mức hỗ trợ là khá là giống nhau. Thế thì ví dụ như trong trường hợp của Trung Quốc hả, thế thì người ta nói rằng là bây giờ tôi sẽ hỗ trợ trên phần trăm của mức đóng, người ta gọi là theo cái thuật ngữ người ta gọi đấy là đồng đóng góp, matching defined contribution. Tức là gì, anh đóng 100 nhân dân tệ, tôi hỗ trợ cái phần trên 100 nhân dân tệ đấy. Anh đóng 200, tôi hỗ trợ trên cái phần 200. Như vậy nó giống như kiểu một cái tỷ lệ nhất định nào đó, thì nó sẽ rất tốt, là tạo ra động lực là gì, à tôi sẽ đóng thêm để tôi có thêm. Thế và điều đó thì nó cho thấy một cái ví dụ điển hình là chỉ trong vòng khoảng 3 năm thôi, thì cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở khu vực nông thôn ấy, của Trung Quốc ấy, nó tăng là từ có khoảng hơn 20% lên sấp xỉ 85%, là con số tăng vọt này. Đấy là một trong những cái động cơ để cho cái người lao động tự do phi chính thức người ta có thể tham gia. Bởi vì là cái quan trọng nhất đối với họ đấy chính là gì, là cái khả năng đóng góp cũng như là cái mức hỗ trợ của nhà nước. Cái tiếp đến là tôi nghĩ rằng là có những cái mà chúng ta cũng cần phải cân nhắc thêm trong cái quá trình mà hỗ trợ các cái nhóm khác nhau. Thì trên thực tế là cái này nó phụ thuộc vào vấn đề ngân sách. Thế cho nên là chúng ta không thể là làm ào ạt một lúc được, đúng không? Mà chúng ta cần phải lựa chọn những cái nhóm đối tượng mà nó rất là cần kíp trong cái quá trình tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tôi lấy ví dụ trong nghiên cứu gần đây của chúng tôi thấy rằng là những hộ gia đình nào ấy, những hộ gia đình lao động phi chính thức ấy mà họ có nhiều con, thì cái xác suất để họ tham gia bảo hiểm xã hội là càng ngày càng thấp đi. Điều đó có nghĩa rằng như cái này đã khẳng định một lần nữa, tức là những hộ gia đình đấy nó sẽ là những gánh nặng chi tiêu hiện nay, đúng không? Họ sẽ tập trung vào chi tiêu hiện nay hơn là chi tiêu trong tương lai. Thì chính vì do đó thì chúng ta cũng cần phải có những cái chế độ liên quan, ví dụ như là hỗ trợ trẻ em chẳng hạn, thông qua cái việc là đảm bảo được là gì, là trẻ em được đến trường, nhưng đồng thời là cái số tiền mà hỗ trợ đấy có thể là đưa vào tài khoản của bố mẹ tham gia hưu trí, thay vì là gì là hỗ trợ tiền trực tiếp để họ tiêu dùng ngay từ bây giờ. Thì tôi nghĩ có rất nhiều cách, mà rất nhiều bài học chúng ta có thể học được từ các quốc gia khác. Vâng. Vâng, thưa giáo sư, do chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện ra đời nhằm mang đến cho người lao động tự do, lao động ở khu vực phi chính thức được hưởng chế độ lương hưu khi hết tuổi lao động. Tuy nhiên, hiện tỷ lệ người đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ chiếm một phần rất nhỏ so với tiềm năng mấy chục triệu lao động ở khu vực này, mà nguyên nhân chính là do những chính sách không có chế độ ngắn hạn, chỉ có các chế độ dài hạn, nên người tham gia họ không nhận thấy được sự cần thiết phải tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để tự bảo đảm an sinh về già. Một lần nữa trân trọng cảm ơn sự tham gia chương trình của giáo sư tiến sĩ Giang Thanh Long, giảng viên cao cấp trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình hôm nay. Vâng, xin cảm ơn. Thưa quý vị, một trong những nội dung cải cách chính sách bảo hiểm xã hội của nghị quyết số 28 NQTVK Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đó là xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng, trong đó từng bước mở rộng chế độ của bảo hiểm xã hội tự nguyện sang các chế độ khác dựa trên đóng góp của người lao động trong khu vực không có quan hệ lao động, có sự hỗ trợ phù hợp từ ngân sách nhà nước cho người nông dân, người nghèo, người có thu nhập thấp, lao động khu vực phi chính thức, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động đối với việc tự bảo đảm an sinh cho bản thân. Điều này đang được hiện thực hóa qua việc lấy ý kiến của các bộ ngành và ý kiến người dân về việc sửa đổi luật bảo hiểm xã hội 2014.
những người làm chương trình như chúng tôi rất kỳ vọng ở được sự đổi thay của các chính sách để mang đến những chế độ an sinh tốt nhất cho người dân. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.